trình giới thiệu các trường hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam xin giới thiệu cho các bạn thông tin về trường Western Kentucky ở Mỹ và thông tin học bổng của trường. Thì trường tọa lạc tại thành phố Bowling Green xinh đẹp, nổi tiếng với cái lòng hiếu khách phương Nam và cái chi phí sinh hoạt thì rất phải chăng. Khuôn viên trường với hơn 100 cây anh đào tưng bừng khoe sắc giữa các tòa nhà của cơ đô. Và hãy tưởng tượng là ngày đầu tiên mà khi mà bạn đặt chân đến với cái trường đại học đẹp nhất nước Mỹ này. Vị trí trên đỉnh đồi là đó là cái lý do tại sao mà trường còn được gọi với cái tên đó là The Hilltopper. Và đây là nơi lý tưởng để các bạn có thể là thử thách bản thân cũng như là cả lĩnh vực về học tập lẫn là cuộc sống cá nhân. Trường nổi tiếng về các chuyên ngành như là báo chí, truyền thông, kinh doanh và kỹ thuật. Và trường cũng được xếp hạng thứ 12 trong các trường hàng đầu ở khu vực phía Nam nước Mỹ. Và trong năm nay thì trường có chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên như sau. Học phí của trường đó là 21.000, nhưng mà trường đang có chương trình học bổng đó là giảm học phí là 5.000 và học phí hiện tại chỉ còn là 16.000. Chi phí ăn ở thì phòng 4 người là tầm khoảng 395 đô trên 1 tháng. Cái này bao gồm cả phòng ngủ và toilet riêng. Và để giúp cho các bạn là không phải bỡ ngỡ, gọi là sốc văn hóa khi mà đặt chân đến một đất nước xa lạ, thì trong chương trình hôm nay công ty Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Thì sốc văn hóa là một cái hiện tượng tâm sinh lý mà bất cứ một cái du học sinh nào cũng đều phải trải qua khi mà lần đầu tiên các bạn đến sống một đất nước xa lạ. Và có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng sốc văn hóa, như là sốc văn hóa này thì sinh viên có thể là cố gắng hòa nhập vào một cái môi trường văn hóa và cái xã hội. Và những cái cảm giác mà bạn có thể trải qua đó là cái sự rụt rè hay là không an tâm hay là lo lắng chẳng hạn. Và mọi thứ thì đều có thể là trở nên lạ lẫm, như là ngôn ngữ, thức ăn hay là những cái hành vi ứng xử của mọi người xung quanh, hoặc là thời tiết vân vân. Và để có thể là vượt qua được cái sốc văn hóa một cách dễ dàng và nhanh chóng thì Tân Đại Dương khuyên các bạn là nên là hãy cố gắng tập cho mình những cái suy nghĩ tích cực về cái cuộc sống mới, và luôn nhớ rằng là các bạn có mặt tại đây là để học tập và tìm kiếm những cái cơ hội sự nghiệp cho tương lai của mình. Và ngoài cái thời gian học tập ở trường thì các bạn nên ra các bạn và giao lưu với những người dân bản xứ cũng như là những cái du học sinh đến từ những cái miền đất khác nhau. Thường xuyên liên lạc với gia đình cũng như là bạn bè ở quê nhà. Điều này thì cũng sẽ giúp các bạn là rút ngắn được các bạn không gian, giúp các bạn là đỡ nhớ nhà hơn. Và cũng cần phải tìm hiểu kỹ về những cái đất nước cũng như là con người, tập quán nơi mà mình sắp đến. Các bạn có thể là tới trực tiếp đến văn phòng của Tân Đại Dương ở quận Nhất, quận 5 để được tư vấn cụ thể hơn. Và Tân Đại Dương luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với các bạn, và mong muốn một phần nào đó thì có thể là giúp đỡ các bạn vượt qua được cái giai đoạn nào này. Và hiện tại thì công ty Tân Đại Dương đang tổ chức cuộc thi với chủ đề đó là mùa hè ngọt ngào. Khi tham gia cuộc thi thì các bạn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn bằng tiền mặt, và bên cạnh đó thì người thắng giải cuộc thi sẽ được chụp hình poster hay là chụp hình đăng trên các báo như VTM vân vân, hoặc có thể là làm MC dẫn chương trình trang du học online hay là SMTV. Và mọi thông tin chi tiết về cuộc thi cũng như là hồ sơ du học thủ tục như thế nào thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiyuong.edu.vn.